Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, hàng cây ven hồ Thủ Lệ sẽ bị di chuyển hoặc chặt bỏ để nhường chỗ cho tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Công việc đã được bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 và sẽ kéo dài trong 90 ngày. Dẫu biết để phát triển đô thị, hàng cây cổ thụ phải nhường chỗ để phát triển hạ tầng, nhưng người dân thủ đô vẫn không khỏi nuối tiếc. Và sau đây sẽ là ghi nhanh của phóng viên truyền hình Thông Tấn tại con đường ven hồ Thủ Lệ vào sáng ngày 17 tháng 9. Đã mưu sinh ở ven hồ Thủ Lệ, cạnh con đường cây xanh rợp bóng trên 10 năm, sáng nay ông Nguyễn Văn Trường vẫn tiếp tục công việc cắt tóc cho những người khách quen ở đây. Tuy nhiên, cả ông và người khách quen đều quyến luyến và buồn. Họ biết, chỉ vài tuần nữa, không gian tươi xanh và êm đềm ven hồ này sẽ không còn khi hàng cây cổ thụ ven hồ Thủ Lệ sẽ bị chặt bỏ. Và có những hàng cây này nó đem đến cho những cái điều mát mẻ, cho nó là lá phổi của cuộc sống. Nên tôi thấy khi mà hàng cây này chặt đi, nó đã như nó đánh mất đi một cái gì nó rất là thân quen với người Hà Nội. Khi mà phải bỏ cái hàng cây thì điều đấy là điều rất tiếc đối với tôi, cũng như là những người thường xuyên đi qua lại đây và kể cả những người tập thể dục ở khu này. Tôi cảm thấy rất tiếc. Nếu như mà có một cái điều ước thì phải nói là tôi ước gì mà con đường vẫn có thể tiến hành được, ví dụ như là đi ngầm, nhưng mà hàng cây vẫn giữ lại được. Đấy là cái điều ước mong muốn nhất. Để phục vụ tuyến đường sắt đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh cho Ban Quản lý Đường sắt Hà Nội được phép chuyển, chặt hạ, cắt tỉa 109 cây xanh. Trong đó có những cây cổ thụ lâu năm trên phố Kim Mã sẽ bị dịch chuyển hoặc chặt hạ. Cây đầu tiên nằm ở đầu hồ Thủ Lệ, cây cuối cùng nằm trước cổng đền Voi Phục. Thời gian xử lý trong khoảng 90 ngày. Dự kiến các cây có đường kính nhỏ hơn 40cm được di chuyển trước, tiếp đó là 24 cây xà cừ có đường kính lớn hơn 40cm. Như vậy, bắt đầu từ thứ Hai tới, ngày 19 tháng 9, hàng cây sẽ bắt đầu được dịch chuyển. Chỉ còn soi bóng ven hồ 48 giờ nữa, những hàng cây vẫn tỏa bóng xanh tươi này sẽ chỉ còn là hình ảnh trong ký ức của người dân thủ đô. Chị Chu Minh Tâm và gia đình tranh thủ sáng cuối tuần đi chụp ảnh cùng hàng cây đã gắn bó với mình từ gần 30 năm nay trong tâm trạng tiếc nuối. Mấy ngày hôm nay, cả hai vợ chồng cũng rất là tiếc cái hàng cây, và sáng sớm ngày hôm nay thì đã ra đây chụp rất nhiều những cái bức ảnh kỷ niệm để lưu lại những cái hình ảnh có lẽ là cuối cùng của cái con phố này. Cũng rất là mong rằng là khi cái hàng cây này bỏ đi thì thành phố sẽ có những cái phương án mới để tạo một cái môi trường xanh quanh cái khu vực này. Đến nay các cây phải di chuyển hoặc đốn hạ đã được đánh số. Không chỉ bâng khuâng tiếc nuối về một không gian xanh trong lành mát dịu, ông Trường và nhiều người còn mang theo niềm trăn trở khi chưa biết mình sẽ phải chuyển về đâu để tiếp tục mưu sinh.